Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn hai tác phẩm của Nguyễn Công Hoan. Và thông qua tác phẩm này thì tác giả đã lột tả được cái xã hội nô thực dân ở phong kiến, cái xã hội mà có thể nói là đáng nguyền rủa nhất. Và mình xin được phép bắt đầu chiếc quan tài, nhan đề là nhan đề của tác phẩm. Chiếc quan tài ấy đặt lên trên tấm phản, giữa một túp nhà siêu, một người đàn bà quần áo nâu bạc ngồi phệt bên, úp mặt vào cánh tay khoang cạnh ván thiêng, thỉnh thoảng lại hé vuông vải nhỏ mới ghé ra ngoài sỉ mũi xuống nước. Gần đó một thằng bé con chỉ mặc một món áo đắp, thò cái gậy tre vừa đẳng nghịch với những tăm bọt sủi lên trên mặt bùn, lược bùn. Bỗng bốn người đấm hố lực lưỡng đẩy thêm mạng chuối áp đến hè, rồi cùng nhau vào khỏa chân để rửa, nói mấy câu và đứng lên phản, bắt tay vào cổ ván. Họ còng lưng ưỡn ngực để khênh cho thăng bằng, xong họ cho thấy họ không thấy nhọc nhằn vì chiếc quan tài ấy nhẹ quá. Nó bằng tạp gỗ, lỗ chỗ những vết mọt đen mỏng một đốt ngón tay. Họ chép miệng phàn nàn với nhau, thương hại thằng cu anh cu xấu số khổ cho đến lúc chết. Chết ngay vào độ trời làm vỡ đường, mảng chuối chở quan tài lềnh bềnh theo tay bốn người đẩy ra cổng. Chỉ cô trùm khăn lên trên mặt khóc thảm thiết, cứ trả quần áo thế chỉ lộ bì bõm đi sau chồng. Dạ không có mảnh vải trắng che mặt, đố người lạ nào bảo chị là người nhà của người chết. Và không có tiếng khóc thì bố ai đoán được là ngoài đường có đám ma. Thằng cu thì chẳng biết gì, nó thấy người ta ghé lưng bảo nó ôm cổ để cõng, nó ngơ ngác làm theo, hình như thích chí vì vừa được đi lộ. Bốn người đẩy mảng dò từng bước đi dưới nước đã chậm, thế mà đường lại trơn, người bọt những bọt sóng tuế bắn lên làm tắt cả hương. Mấy cây nến cắm trên khúc chuối bị gió không sao cháy được, người ta nhiều lần thắp lại cả hương lẫn nến nhưng vẫn tắt như thường. Xung quanh là nước đỏ mênh mông từ sáng đến bây giờ. Mỗi lúc lên cao chị cô gào mãi nên gác cổ chị phải thôi khóc và cố bấm đầu ngón chân xuống đất cho khỏi ngã. Mực nước cao đến ngực, chỗ thấp đến bẹn, rồi đến thắt lưng. Cả làng chỉ có mỗi một nơi cao nhất là khu vườn của nhà ông Lý, may quá chưa bị ngập, cho nên từ khi ăn cô ngắp cái sau cùng, chị cô phải kiếm cơ trầu trầu lên xin với chủ đất để nhờ chỗ chôn chồng. Ông Lý thương hại vui lòng nhận lời, rồi lại khuyên chị nên đưa ngay anh cô ra đồng, kẻo chỉ một giờ nữa vườn ông cũng tràn nốt. Thật thế, cả làng hiện nay chỉ có khu vườn ấy là hở, còn thì từ ngoài đồng cho đến khắp xóm chỗ nào cũng nước là nước. Nói đúng ra giữa đồng còn vài ba cái do gò là nổi lên thôi, nhưng những đường ra đấy thì từ khi mới có tin đê vỡ thì Tùng đã chặt tre rất ngang lối, vít kín cả lại rồi, chỉ còn một chỗ con chui qua khe lưỡi. Người ta vẫn đánh trâu qua để thả cho nó bơi đến các gò đứng nắng và ăn bèo Nhật Bản. Thì lối ấy nhỏ quá, vả trừ trâu chui ra thì ai dám bơi qua những nơi ruộng sâu để đến một con sào. Chiếc mạng lênh đênh độ một lát thì quàng qua ngõ xóm trung, tuy đường hẹp nhưng lối đi cao dần, được đến thắt lưng, sau đến bẹn, rồi sau đến đầu gối, rồi sau cuối cùng mãi chú ấy chịu lại mắc cạn không đi được nữa. Người ta ghé tay bê áo quan, chỉ cô vác cồ cuốc lên vai đi theo, nước rẽ qua cẳng chân đen thủi kêu rào rào, té bọt trắng lên sang hai bên. Chỉ cô giục mọi người mau tay vì chị lo ngại quá.
Quả nhiên, mới từ nãy đến giờ, nước đã láng gần khắp nhà ông Lý. Chỗ đất vừa đào cách đây độ một giờ đã có những dòng nước ngoằn nghèo bò đến nơi thấp và rỉ vào ngập đến lưng huyệt. Bốn người đào cẳng rồi đặt quan tài xuống, họ nhảy vào hố, hai tay bốc nước thoăn thoắt tát đi nhưng vô ích. Nước ra bao nhiêu thì lại vào bấy nhiêu, mà nước lại mặn hơn nước tát ra nữa, tát cũng không kịp. Bốn người thất vọng bảo nhau khinh bốn góc của cổ ván. Hai người tiến, hai người lùi, rồi cùng đứng ngay ngắn ở hai đầu huyệt. Họ cúi lưng, đưa thấp dần dần tay xuống. Chiếc quan tài hạ từ từ, cảnh đau đớn làm chị cu đứt từng ruột. Chị muốn khóc cho hết nước mắt, gào đến hết hơi, nhưng để được chôn trần. Nhưng bỗng chốc chiếc quan tài đứng sững lại, không xuống được. Nước ở dưới đội lên, nổi lên, tiếng khóc im bặt. Mọi người nhìn nhau lo sợ, lúng túng, làm thế nào, bàn nhau một hồi. Thì hai người nhảy xuống, đứng ở hai đầu áo quan để lấy sức nạp, thì nó mới chìm được. Nhưng nước ở huyệt đã nhiều, nên người ta vừa nhảy xuống, thì nước ở dưới dần lên, tràn qua ván thiên, quan tài như chiếc thuyền đáy phẳng, nó bập bềnh. Hai người mất thăng bằng, ngã quỵ, thục cẳng xuống huyệt. Cách ấy không được, y hộp. Mỗi người nói ra một kế, chỉ làm sao để thắng nổi có một tí nước mới chôn dễ dàng. Chị cô tưởng tượng đến chồng bị ngâm sủng, chị thút thít kể lể thương con người đến chết vẫn còn vất vả. Chẳng mấy chốc chiếc quan tài vì nhẹ lại tự nhô lên đến gần mặt đất. Cả huyệt đầy những nước mất rồi. Bây giờ là lúc khó khăn, họ vẫn lẩn quẩn bàn bạc. Sau hết, ba người phải lấy lưỡi cuốc hết kẻ ván cho nước ồ vào thật nhiều, rồi cùng nhau đứng về một đầu cho sức nặng đủ dậm xuống đất. Một người lấy vồ chêm vào thành huyệt thì chặt lấy, một người cuốc đất, và chị cu khuân vội vàng vừa vớt xuống hố. Thấy thay chồng đầu cao đầu thấp, chị đau đớn nhưng biết làm thế nào. Họ đèn đất vào thành huyệt và áo quan, rồi quẳng những tảng to lên trên, những đất đủ để dìm một đầu quan tài. Họ lại đứng sang đầu bên kia và cũng làm như thế. Họ ì ạ, họ thở ì ạ, khó nhọc như một cuộc vật lộn. Những cổ quan tài đã bị chèn chặt ở hai đầu. Họ bèn rủ nhau lên để hết sức đào đất cho nhanh chóng mà quẳng xuống. Nhưng họ vừa bước chân khỏi, chiếc cổ quan tài đã bình lên theo. Xong được cái nó không nổi cao quá, biết rằng sức phấn đấu có công hiệu. Họ huỳnh huỵch làm một lúc được thật mau, chiếc quan tài lần này chịu nằm ghí xuống tận đáy huyệt. Bây giờ họ đã đỡ vất vả, nhưng chỉ còn việc đắp đất cho thành nấm lên mà thôi. Ấy thế mà ngôi mã vừa đắp vừa xong, nước đã láng đầy khắp vườn, không hở một chỗ nào. Những con dung đất màu đen to bằng ngón tay út nổi lên lềnh bềnh, rập rình theo đà sóng, trôi với đám bọt rác. Một giờ lại một giờ, mực nước cao dần, cao trông thấy. Xung quanh mã ăn cô có những lá tre khô bám vào, rồi có bèo mặt bản, có cả bọt rác nữa. Những thứ này bám vào chốc lát rồi bị sóng lôi đi, thứ kia ôm lấy nhau nhảy nhót chậm óc ngắt vào những nấm đất mới đắp. Nước chập dờn đến mãi vào những khe mảng đất, làm cho nó mụn ra, rồi nó lở thành những cục con lả tả rơi từng tí một. Độ nửa ngày, nước tràn qua mặt mã, gió hiu hiu, bụi tre có cát như nghiến răng, những lá vàng rào rào bay xuống, chạy dọc, chạy trên mặt nước như thuyền buồm thục chiều. Lúc nào sóng cũng dập dềnh làm ải đất mã vừa đắp chối, hòn to không mấy chốc mà thành hòn nhỏ không mấy chốc mà bị cuốn đi, tấm mồ bị vẹt dần, rồi nó không cao hơn mặt vườn nữa. Rồi chẳng bao lâu, tự nhiên ở dưới nhô lên một tầng đất mới. Tầng đất này được một lúc một tí rồi bị sóng đánh, bị ải và bị cuốn đi. Rồi hết lượt này đến lượt khác, đất ở dưới cứ bị nhô lên và cứ bị cuốn theo từng hòn nhỏ cho đến hết. Rồi sau cùng, một tiếng, cả quan tài tự nhiên nổi bình lên,
Rồi nó nghiêng đi, hất tảng đất cuối cùng trên mặt ván trơn như bùn mỡ, tảng đất rơi tõm xuống nước. Cổ quan tài tròng trành rồi đứng yên trên huyệt như một chiếc thuyền bị cạn. Chiếc quan tài nổi lên theo mực nước cao dần, sóng bập bềnh cứ vỗ mãi theo thành rồi cố đẩy nó đi. Rồi sau nó không bị vướng gì nữa, nó quay đầu lừ lừ theo chiều gió và chiều nước, lênh đênh trôi ngang. Lúc trôi dọc độ nửa ngày, chiếc quan tài từ đỉnh góc vườn cạnh bờ lại đến đây, nước phía ngoài chảy xiết hút nó bạc ngang qua cạnh tre. Nó ở dưới, nó mắc ở dưới một bè ngổ cạnh đám nó, rồi chiếc cụm bèo bám cạnh nó, rồi cả một những mã vừa ngổ vừa rừa vừa bèo, cả tảng bị nước đẩy ra lạc không chịu nổi. Chiều gió đổi làm nhích dần mọi vật, mỗi lúc một tí những cổ ván gặp càng nhau, tự nhiên rút đầu vào bụi rồi lá ngang hãy mạnh đèo ra cho nó chui vào khe gặp của tre theo dòng mạch, nhanh lên như mũi tên. Rồi một mình chiếc quan tài cựa quậy như cũng muốn tìm lối ra ở chỗ rộng, nhưng nó nặng nề nên hết xoay dọc rồi lại xoay ngang, nó tiến rất chậm chạp. Rồi thi thoảng lại có dòng tre cản lại, nắng gay gắt làm cho khô đất bếp ở mặt cổ ván và cong vênh một phần mắt đêm, cả người nằm trong trương phình ra và hình như cũng không chịu được cái chỗ quá chật hẹp. Chứ quan tài như con thuyền không chủ bập bềnh lết theo lưỡi tre, lúc nó dừng lại, lúc nó nhích đi, lúc nó dúi nghiêng dạt vào bụi. Rồi sau nó tới một chỗ khe rộng, tự nhiên nó lao một cái thép hai cạnh ở hai bên, rồi đâm thẳng ra ở lạc chảy xiết. Đến đây nó quay mấy vòng rồi lừ lừ nó trôi dọc theo dòng nước. Đồng hào có ba, tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta cách ăn uống phải sạch sẽ nếu ta muốn được khỏe mạnh béo tốt. Thuyết ấy sai, sai trăm lần sai, nghìn lần sai, vì tôi đã thấy sự thật ở đời này bao nhiêu những anh béo khỏe đều là những người thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài hãy nhìn ông Việt Huynh đi, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Chà chà, béo ơi là béo, béo đến nỗi giá có thằng nhân nào vô ý buộc mồm nói ra một câu sáo rằng nhờ có bóng quan lớn là ông tưởng ngay nó nói xỏ ông, tức thì mặt bàn là một, mặt nó là hai, bị vả đun đốt. Mà rồi thằng khốn nạn ấy ông truy cho đến cùng, không còn có thể làm ăn nở mày nở mặt, mở mày mở mặt ra được nữa. Bởi vì ông đã có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì không khép thằng quan, thằng bảo quan béo họ tội làm rối cuộc trị an. Thế là việc công việc tư ông đều được trọn vẹn, vì không những ông hạ được chậm mà lại được tiếng mẫn cán là khác nữa. Nhưng cớ sao từ ngày xuất chính tới nay 20 năm trời rồi ông vẫn còn đẹp đẹp chưa được mãi? Cái đó không quan hệ, các bạn học cùng ông họ đều được thăng đường quan cả, vẫn thường phàn nàn hoàng lộ quá chậm chạp của ông. Trước mặt họ nghe câu nói thành thực ấy, ông chắp tay cúi đầu làm ra vẻ buồn rầu. Nhưng lúc quay đi ông bĩu môi chửi thầm một câu bụt bỏ dạ, làm bố trắng co vặn nghị sĩ ra má ăn ạ. Lý lịch của ông huyện Hưng cũng xấu thật, bởi vì huyện nào ông cũng bị dân kiệu, mà quan trên xét ra ông lại trễ nải việc quan. Đời quan của ông chỉ có hai việc chính là đánh bạc và chơi gái. Năm nay ông là ngoại tứ tùng, ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối khinh những ông huyện trẻ khác. Nếu tụi này dám chỉ ông coi là bậc ngang hàng, ông liền khoe thằng cả nhà ông đã 20 năm. Rồi ông cặp ngón tay cỏ và ngón cái lên nhau, ông vê vê bên trên mép, trên mép ông đã bao công trình vừa cấy được từng ấy đâu, ông để đâu cho khác với tụi huyện trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt của ông nhỏ
mà chị có lẽ ông béo quá nên cái lỗ chân lông căng ra căng thẳng quá, đến nỗi râu không có chỗ nào để lách ra được, đến nỗi năm 40 tuổi mà mặt ông cứ nhẵn nhíếm như thường. Ông bực mình bèn hạ lệnh cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi ông một dạ để ông nuôi râu, thì sau hết lông tơ nó mới dài ra rồi trông rõ hơn, và đến bây giờ đứng ở hai bên miệng ông thành ra nó hình thành nên hai cái dấu chua nghĩa. Buổi hôm ấy con hạnh nuôi tay cầm lá đơn đứng ở công đường, nó hớt ha hớt hải qua cổng chòi rồi sợ sệt bỡ ngỡ không biết khoan ngồi ở đường nào. Bỗng một người áo cắn nhuộm vỏ già chạy sồng sộc đến trước mặt nó và hỏi đi đâu. Con mẹ biết ngay rằng là cậu Lính Lệ và hiểu rõ phép quan, nó dúi cho cậu Lệ hai hào và cầm sẵn ở tay của nó nhỏ, nhờ cậu đọc quan cho tôi vào hầu. Cậu Lệ đã cầm tiền nhưng làm như không để ý, không để ý đến việc nhỏ nhen ấy, bèn vừa thỏ tay vừa nói to đưa xem đơn bị gì. Rồi trong khi nhà nuôi kể lể thì cậu Lệ đánh vần để đọc lá đơn, đoạn cậu lắc đầu nhăn mặt vào kia chờ bác nho quý bác ấy làm hộ cho, đơn này không được. Cô mẹ tái mặt hỏi không được là thế nào thưa cậu. Cậu Lệ giơ hai tay ra giảng, nghĩa là nếu nhà chị muốn việc tắm xong nghe chưa. Thưa cậu, cậu cứ vào trình quan hộ, chả nói dấu gì cậu, nhà tôi mất trộm hết sạch đồ đạc lẫn tiền nong, sáng nay vay mãi mới được hai đồng bạc để đi trình quan. Cậu làm ơn để thương hộ. Cậu Lệ nhìn nét mặt nàng nì của nhà nuôi xong vẫn thản nhiên, tôi bảo nhà chị không nghe thì tôi mặc kệ ơi, tôi thấy nhà chị ăn mặc thế này lại lúc vận hạt đen đủi tôi lại chẳng động lòng hay sao, nhưng ở đây cái Lệ nó như thế tôi tử tế nên tôi bảo trước, nếu nhà chị không nghe theo thì quan vợ chớ trách tôi đấy. Nhưng chứng thực lời nói của mình, mẹ nuôi cởi nút giải yếm ra rồi xỉa đến 5 đồng hào đôi còn lại lên gan bàn tay và nói đây này chẳng tin cậu đếm mà xem chỉ còn vặn tiền trình thôi. Cậu lắc đầu, con mẹ vừa buộc tiền lại tiền vừa nhăn nhó van lơn lại cậu thương cháu cho cháu được nhờ. Cậu cứ vào bấm quan hộ hễ quan bắt làm lại đơn thì cháu xin ra nhờ bác nho quý ngay. Bỗng một tiếng chuông gọi, cậu Lệ hạ giật một tiếng rồi ù té chạy. Con mẹ nuôi nhìn theo biết rằng buồn quan ở chỗ đấy, nó liền đánh liều tiến đến, vừa tiến vừa lo, nó vừa bước chân lên thềm trống ngực đã bắt đầu nổ mạnh. Nó trông thấy ông quan nó lại càng sợ nữa vì lo sợ quá nên nó quên rằng chính nó đi trình vì việc mất trộm, nó lại tưởng nó là đứa ăn trộm vậy. Nó rón rén nó đứng nép vào cạnh cửa vừa thập thò vừa ghé vào trong vừa lắng tai nghe. Nó thấy ông quan dặn dò cậu Lệ xuống nhà bếp nhà bếp Minh cho thật nhiều cái chân giò ra, và đến khi cậu Lệ dạ tiếng cuối cùng và đi vào trong sân sân sau mé cửa trong thì nó hiện ngay là đã mất toi hai hào cho thằng xỏ lá, nó chẳng bấm cho mình một tiếng nào cả. Bỗng hai con gà tây béo xù hoàng hoạc kêu ở sân trước, nó thúc giật nảy mình quan ra ngồm choàng một cái ngài đứng dậy rồi chạy vội ra hiên đứng ngay ở nhà nuôi. Nó vội vàng có đứa nào đây lừa hai con gà vào cho tao. Tức thì người ta chạy tán loạn để xua gà, và nhà nuôi lại chắp hai tay quỳ xuống gạch và nâng ngang cái lá đơn. Đôi khi gà đã chạy về, quan bèn nhìn con mẹ và bảo vào đây. Nó mừng quá lóc ngóc đứng dậy vội vã theo bên trong buồng giấy. Nó đứng ở bên cạnh bàn run bần bật, nó liếc nhìn quan ngài qua oai vệ quá, nó lại sợ hơn nữa. Nhưng dù run sợ nó cũng không quên được việc vi thiền quan. Nhưng tiền trình diện quan nó lại buộc bên trong giải yếm, nó phải cởi ra mới lấy được
nó lôi lôi rút ra cái bột ra, nó sợ quang chờ lâu nên phải vội vàng, và vì vội vàng lại lo quang gắt nên nó lông cống. Cái lúc sổ ra thì xoẻng một cái cả món tiền rơi tịch tiệp xuống cả nền gạch, năm đồng nào đôi nảy lên mấy cái, và từng mấy tiếng kêu làm nó giật mình. Tự nhiên nó choáng váng cả người, hoa mắt lên, nó cúi nhìn chỗ hào rơi nhất ngay bên cạnh nó, đồng thì chui nằm ngẹp xuống chân nó, đồng thì xoay tít mấy vòng, đồng thì bắn qua góc buồng, mấy đồng còn lại thi nhau lăn ra tận chỗ xa. Nó không thấy quan nó gì nên cũng hơi tĩnh tâm lại, nó bèn cúi người xuống để nhặt tiền, một đồng, hai đồng, đồng thứ ba nghiêng ở mé tường. Nó tìm đến đồng thứ tư mãi mới thấy ở tập chân bàn giấy của quan. Nó tìm đồng thứ năm quái, nó tìm mãi mà không thấy đâu cả. Nó phải có năm đồng đôi thì mới thành đồng bạc được. Vừa ban nãy nó dở ra cho cậu lệ xem và cẩn thận buộc vào giá yếm, không lẽ đồng hào ấy có ma hay sao đã biến đi đâu mất như thế được. Vậy chỉ quanh quẩn ở trong buồng này mà thôi, nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi mà trình đơn tám hào, tất nó bị quan chửi không biết làm thế nào được. Nó cần ngầm chắp tay vái lại quan lớn à, rồi nó lùi lùi ra cửa, nó đi về. Ông Nguyễn Hưng cứ ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con mẹ khốn nạn. Rồi khi thấy nó đã biến khuất, ông mới đưa mắt nhìn xuống chân, dịch chiếc bàn giấy ra một tí mà tự nhiên như không, ông cúi xuống thò tay nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở dày dính vào rồi bỏ tọt vào túi. Tháng 10, 12 năm 1937.